chớp ngân thù. Đây là tiếng nói Việt kỳ sẵn phát sóng từ Phú Xuyên, Hà Nội. Ở chuyên mục này do tôi Lưu Tiến Lễ phụ trách. Kính thưa các quý vị khán giả của Việt kỳ sẵn, gần đây trên các trang mạng xã hội ấy, thì nó lan truyền rất nhiều cái bài viết, bài nói và cũng như là bài bình luận. Nó nhiều đến mức độ là nó thực các bạn là không có đủ thời gian để mà xem hết được. Nhưng mà chung quy đấy thì nó xuyên tạc bôi nhọ cái tình hình đất nước hiện nay, và cái mục đích của nó là chống đảng, và nó gây cái hận thù, gây những cái hiểu nhầm đối với nhân dân, và mục đích của nó là chia rẽ cái đảng và nhân dân Việt Nam. Đấy thì đấy là cái âm mưu của bọn này. Thế thì tại sao lại làm thế này? Thì bởi vì đó là tôi thấy thế này, hiện nay là có rất nhiều cái nhà, những cái nhân vật, một số người là trước đây là ở bên phía bên Việt Nam Cộng Hòa sang di cư sang nước ngoài, trong đó có cả Mỹ, cả Úc, rồi cả Đức, một số đồng bào chúng ta đi trong cái sự kiện 3/4 và sau khi sau cái sự kiện sau 3/4 đấy. Và sau này nữa thì một số bà con đã trở về và cũng đã thấy được cái tình hình đất nước đã thay đổi từ khi mà chúng ta đã Trung Quốc là bình hóa với chúng ta, không gây hấn là chúng ta tập trung xây dựng kinh tế, thì bây giờ đất nước chúng ta đã tiến rất xa so với những cái ngày xưa, những cái thời mà trước năm 75. Trước năm 75 và sau năm 75, mà đặc biệt là tiến bộ rất nhiều so với cái thời gian năm 85-88, mà cái thời gian đấy một số người ấy là vượt biên sang Mỹ hay là đi theo cái diện HO là đi sang Mỹ, thì lúc đấy tình hình đất nước chúng ta đang rất khó khăn, cho nên là những người đó là vẫn mang cái hình ảnh là đất nước chúng ta khó khăn, cho nên thì bây giờ là đang bôi bác, đang bôi nhọ cái hình ảnh và không nắm được cái tình hình tế chúng ta hiện nay. Ở một số những cái thành phần chống cộng thì người ta vẫn đang hoài niệm, người ta đang tiếc cái sự nghiệp là cái thời huy hoàng của họ, là thật ra là đấy là đang bị lộ trong một cái tù nhục, cái thân phận lính đánh thuê làm nô lệ cho ngoại bang. Đấy là tôi mà nói thế. Tại sao gọi là Việt Nam Cộng Hòa là tay sai của đế quốc Mỹ, tại sao chúng ta lại nói thế? Thế thì hôm nay trong tất cả các bài nói của trước tôi đã đề cập tới rồi, nhưng mà hiện nay là như lúc này tôi nói là rất nhiều cái bài viết, bài nói và vẫn cứ nhai đi nhai lại nói rất là nhiều là Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là hèn với dân, ác với dân, làm tay sai cho Trung Quốc, tay sai cho Liên Xô, đánh thuê cho quốc tế cộng sản hòng cưỡng chiếm Việt Nam, xâm lược Việt Nam, một đất nước Việt Nam ngoài đất nước có chủ quyền, có độc lập. Đấy là cái giọng điệu của họ nó như thế. Và họ có đưa một số clip, cái hình ảnh là cái những hình ảnh này là có nhiều cái là ngụy tạo. Tôi biết là ngụy tạo bởi vì thế này, có một số cái thì tôi biết được, nhưng cũng có nhiều cái là mình chưa tìm hiểu, chưa được tìm hiểu. Ví dụ như cái hình ảnh là các em đi, các em học sinh đi học là đu cái dây cáp qua sông, mà đấy là hình ảnh từ Myanmar, nhưng mà họ đưa lên là bảo là đây là cảnh Việt Nam. Nhưng mà trong đấy thì ta cũng nói thật là ở Việt Nam chúng ta chưa, hiện nay là Đảng Nhà nước chúng ta đã phát triển rất nhiều, nhưng mà vẫn chưa thể là đáp ứng hết mọi cái địa bàn dân cư. Tôi nói ví dụ như là ở Quảng Bình cũng có, trước đây cũng có một cái đài VTV1, đài truyền hình Việt Nam đưa tin có cái cảnh là học sinh qua sông phải bơi, là cái chỗ đấy là có cái đó. Thì sau này thì Đảng Nhà nước ta đã cử cán bộ và tỉnh Quảng Bình đã xây cho cái cụm cư này người ta mới, người ta đưa vào rừng, người ta khai quang, người ta lập nghiệp, nên chưa có thể là phát triển
những cái cơ sở hạ tầng là chưa phát triển, chúng ta lập tức là chúng ta là làm cầu. Có ý kiến của dân là nói như thế đấy. Thế họ đặt một số cái cảnh đặt là ví dụ như là chúng ta giải tỏa đất à, rồi là cũng có những cảnh xô xát thế này thế khác, mà chủ yếu là dân người ta chống lại cảnh sát, ném đất ném đá, rồi là nó đưa một cái clip tức là cảnh sát đánh người rồi thế này khác, hay là một số cái cảnh là cứ thấy máu me, ví dụ là Nguyễn Chí Tuyến ấy, là băng bó mà trả thi cái bảo công an đánh bị con đánh con đồ công an đánh, nhưng mà thực ra là không có cái bằng chứng nào cả, thì là nó thiếu thuyết phục. Nhưng mà đối với những cái người mà ít quan tâm đến tình hình đất nước, tình hình chính trị ấy, thì là người ta mới xem là người ta cứ tự thật, bởi vì nó đang lẫn lộn. Thì đây là cái mục đích của cái bọn tôi nói là cái bọn chống cộng, nhưng mà thực ra là những cái đồng bào mà chúng ta sang bên Hoa Kỳ, mà nhất là Hoa Kỳ đấy, nước ngoài đấy, sau cái sự kiện 34 đấy, là nhiều người là người ta đã hiểu ra thì người ta ít phản đối, không phản đối, nhưng những cái kẻ mà nó cố tình xuyên tạc và nó đang bịp bợm đồng bào hải ngoại, những cái tổ chức đảo ngược quân, trước tôi đã phân tích cái tổ chức cái chính phủ Việt Nam quốc gia lâm thời là một tổ chức hoàn toàn là bịp bợm chứ không có cái là tôi đã phân tích những cái điều sai trái ở trong của cái chính phủ đảo ngược quân rồi. Để hôm nay tôi nói là thêm một cái vấn đề là tại sao chúng ta gọi là Việt Nam là Tây Sa, chứ không phải là một số anh cứ bảo là cộng sản Bắc Việt là Tây Sa của Trung Quốc. Thì hôm nay tôi nói sâu về vấn đề này. Để thì thưa các bạn, thì như chúng ta biết là cái Việt Nam Cộng Hòa là nó ra đời là nó kế tục cái nó có cái nguồn gốc từ cái quốc gia Việt Nam. Thì chúng ta biết là năm 45 kiểu cái trước thì không nói, nhưng mà năm 45 sau khi mà quân tử cướp được nước thì những cái đảng phái Việt Cách, Việt Quốc và một số đảng phản động là nó chạy theo, nó không còn dựa vào cái, bởi vì trong lúc là không có chỗ đứng chân, nhân dân người ta không ủng hộ, người ta phản đối, cho nên là anh không có, chứ đây là nó hòng và nó dựa vào quân tử để nó dựng lên một cái chính phủ là thân với tử, là thân tử giống hệt như là chính phủ Bảo Đại mà thân với Pháp, và Việt Nam hòa thân với Mỹ, nó giống hệt như thế. Nhưng có điều là khi mà Tưởng Nhân Thành phải quyết định rút quân về nước ấy, mà cái tướng Lương Hán thì là nó phản đối điều này, nhưng mà với cái thống chế của Tưởng Nhân Thành là quyết định là rút về nước mà không muốn mở rộng chiến tranh ấy, để tập trung đánh đảng cộng sản Việt, đảng cộng sản Trung Quốc ấy, thì là cái đảng mấy cái đảng phản động là chạy sang bên Trung Quốc hết. Thì ở trong nước thì Pháp cũng quay lại, bởi vì Pháp là trong phe đồng minh trước đây nó bảo là do Nhật nó đến cái sân diễn, nhưng tôi mất cái thuộc địa, cho nên là Pháp nó muốn quay lại nó chiếm lại. Nhưng lúc này là cái chính phủ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thành lập rồi, là chính người ta gọi là của Việt Minh đấy, là cướp được chính quyền, thì nó đã gây hấn và nó yêu cầu một cái rất là ngạo mạn, rất là hống hách. Ví dụ như là cái ngày 19 tháng 12 năm 1946 thì Pháp đã gửi những cái tối hậu thư cho cái chính phủ Việt Nam, yêu cầu giao toàn bộ quyền hành, điều hành cái Hà Nội, rồi là yêu cầu phải giải tán tất cả chính quyền, giải tán tất cả những cái, tức là nó rất là ngạo mạn. Thế thì lúc đầu Pháp là không là tưởng rằng là đánh nhau với Việt Minh nhanh chóng thắng lợi, bởi vì qua cái cuộc tuần hành ngày 19 tháng 8 ở trong Sài Gòn đấy, ở trong thành phố Hồ Chí Minh bây giờ gọi là thành phố Hồ Chí Minh mà của bác Trần Văn Dầu lúc là chủ tịch kháng chiến Nam Bộ, là thấy là toàn đi tiểu hành là toàn dân là mặc quần áo là nó không phải là chính quy, thế rồi là gậy gộc thứ bảo là cái đội quân này là nó nhanh chóng cái đè bẹp, thế thì không ngờ thì là nó, cái sự phản kháng của nhân dân Việt Nam mà dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương của Việt Minh ấy, là phải nói là đã thắng lợi nó rất là giòn rã. Chúng ta biết là cái năm 47 khi mà Pháp mở cái mặt trận lên đầu hòng đầu tiên là nó đưa quyết định là sẽ bắt sống Hồ Chí Minh đấy, nó nói thì bắt sống và nó đưa tới 15 trung đoàn lên trên cái an toàn toàn khu ở chỗ Bắc Cạn rồi là chỗ Thái Nguyên và nó bao vây, nó nhảy dù xuống, rồi một số là có cả máy bay
Chúng ta biết là cái cuộc tập kích đó là có gồm 40 máy bay và 40 cái tàu thủy, nhưng mà chúng ta thấy là vấp phải cái sự phản kháng rất là mãnh liệt. Trong cái đó thì tôi nói thế này này, có 40 cái tàu thủy thì bị bắn cháy và hỏng là mất 38, thế thì chúng ta thấy đây là một sự đau đớn. Đấy. Thì còn máy bay thì 40 chiếc thì bị hạ mất 18 chiếc. Đấy. Còn có những cái tiểu đoàn đã bị xóa sổ. Thì chúng ta thấy là mặc dù là cái quân đội Việt Minh của ta, quân đội nhân Việt Nam mà do đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy, thì lúc đó là vũ khí đơn sơ, chưa có hiện đại, nhưng mà phải nói rằng là cái lòng dũng cảm, cái lòng dân tộc, cái tự hào dân tộc được phát huy dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và của cái Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cũng như là Trung đảng ấy, thì là phát huy được cái sức mạnh tối đa, thì chúng ta biết rằng là phản kháng rất mạnh mẽ. Nè, tôi đã lên cái cơ quan an toàn khu của ngày xưa Bác Hồ ở, tôi đã thấy được cái, phải nói là sau năm 45-46 thì Bác Hồ đã cử Thủ tướng Phạm Văn Đồng lên trên đấy để thăm, để mà chuẩn bị cái nơi để mà cho Trung ương sẽ di tản vào đây để tập kết vào đây. Thì lên rồi nghe giới thiệu thì thấy là cái con mắt của Bác Phạm Văn Đồng là cũng nhà quân sự rất là đối lập. Bác nhìn hết và thấy nào địa thế có cả phong thủy, phải nói cho nên là ta thấy là cái bộ chỉ huy của Việt Minh phải nói rất tài tình, phải nói thế. Và trong suốt năm 47 sang đầu năm 48 thì chúng ta thấy là Việt Minh là mở một loạt các chiến dịch ở đường 5 này, rồi trong khu 5, khu 4 này, rồi là ở cái chỗ Quảng Ngãi, chúng ta biết là mở một loạt các chiến dịch, cho nên là và du kích là luồn sâu vào trong cái vùng mà địch hậu ta gọi là tạm chiếm là hoạt động và quấy nhiễu làm cho Pháp không yên. Tôi nói đây là một cái ví dụ mà rất thực tế, là ngay cái mảnh đất, ngay cái chỗ tôi đang ngay tại chỗ đây, thì đây trước đây là đằng sau là cái chùa Cửu Long của cái thôn Cửu Long rất đẹp, thì các bà sư là thường là nấu cơm du kích vẫn nằm đây, mà cái đồn đồng quan là ngay ở đây, cách đây còn chưa đến cây chú chốt ở đây, một cái lô cốt có hai cái lô cốt to ăn đấy. Nhưng mà du kích thì là đêm hoạt động là cứ hòa vào ném cho quả lựu đạn bình phát, như là phát tình tình là quấy nhiều khoảng 3 đêm, như là mệt mỏi cứ thỉnh thoảng nó cho quả lựu đạn, thỉnh thoảng cho quả lựu đạn, không làm cái gì cả, nhưng mà ông quấy nhiều thế là ông mất ngủ mỏi mệt chán nản, và đến lúc mà tao đánh tập kích là coi như là anh sẽ giơ tay hàng thôi. Đấy là cái chiến thuật dùng quyết tâm như thế. Thế còn ở những cái mặt trận lớn là đường 5 là mũi rất là lớn. Đấy. Thế là cho nên là Pháp biết rằng là không thể thắng được Việt Minh. Bởi vì một là cái con người Pháp với cái hình dáng nó khác, cái giọng nói nó khác. Cho nên là anh không có trà trộn được. Anh đi vào dân là có thể là cái người mà người ta bán hàng đó là chính là những người dùng quyết. Người ta chống lựu đạn đạo ở trong những cái quả dứa, những cái quả trong cái trong những cái quấy bánh, người ta ngụy trang đấy, nhưng mà cần lúc mà ta rút ra có thể là ta ném, là có thể là cái khẩu súng lục ở trong cái bánh tét, cái bánh giò là người ta rút ra, là anh không lực. Nhưng mà đối với Việt Minh thì nó là con người Việt, cho nên là anh không có Việt ở đâu là Việt Minh, cho nên là biết như thế, cho nên Pháp sẽ biết là không thể thắng được, mà Việt Minh là án là chiếm gần đại đa số là cái vùng rừng núi, rất là đánh lên được mạnh được. Pháp đánh lên là thua bởi vì địa hình rất hiểm trở, mà quân Pháp mà đi vào rừng và nội bộ đi nội sông là Pháp thua rồi. Chứ đánh nhau trên chiến trường một cái dàn hàng ngang để kỷ chiến tranh của Liên Xô với Đức thì mình lại có cái cách là mình không cho cái chiến tranh xảy ra như thế. Cho nên là ta gọi là chiến tranh trường kỳ, mà còn gọi là trường kỳ kháng chiến ấy. Đấy, phải dựa vào lấy để định nhiều. Thì chúng ta mà đương đầu ấy, cho nên là cái đường lối là rất sáng suốt, nó căn cứ vào cái tình hình cụ thể thế này. Thế thì Pháp lúc đấy bắt đầu dựng lên cái chính phủ quốc gia Việt Nam mà gọi vào đại để chào cái độc lập, nhưng thực ra chào để có vì không. Cho nên một số cái thành phần mà phản động bên Mỹ mà nước ngoài mà nhất là ông Đặng Chí Hùng nói là Pháp đã chào tự gọi độc lập, thì đấy là một cái là tôi cho đấy là một nó thật, các bạn là nó không hiểu gì cả, đấy là một cái giả hiệu thôi chứ không phải là độc lập. Nếu mà trao độc lập thì Việt Minh đã có độc lập trong toàn quốc rồi, thế ông trao cho cái chính phủ
bảo đại, cái chính phủ bảo đại là bất hợp pháp, lúc này là bất hợp pháp. Đấy, cái trao mà trao thì có phải ông ta trao như là trao cái quả dừa, quả dứa với nhau, thì trao cái văn bản có vài cái ông đại diện thì nó chưa xúc tẩm, nó chưa phải. Khi mà nó trao quyền hành xong là thành lập cái chính phủ Việt Nam, quốc gia Việt Nam, thì cái chính phủ đó thì các bạn biết là không có cái gì cả. Nó chỉ có vài cái ông quan thôi, chả có cái gì cả. Bởi vì là bảo đại là nó vẫn còn những cái chân chết, ngày xưa nó làm vua nó vẫn còn cái chân chết. Nó vẫn có những người được ân sủng, được trải qua chế độ bảo đại, nó được ân sủng, được tin dùng. Cho nên là đứng ra để gánh vác như thế, cho nên là nói thật các bạn là nhưng mà tiền không có, thực lực không có, dân không nắm được, chỉ nắm được một số. Đấy rồi mà chú là giáo dân, cho nên là không, anh không có thực lực. Nói cho các bạn thế. Cho nên là chỉ là cái chính phủ bù nhìn mà thôi, không biết. Anh đã không có tiền thì đừng có nói sai ai cả. Thế cho nên là bảo đại có làm gì đâu. Một ông quốc trưởng mà lên trên Đà Nẵng cùng với vợ con, thế làm sao mà lãnh đạo được? Ta nói thế. Ông quốc trưởng là anh phải rất sâu sắc. Thứ hai nữa là quân đội không có tiền, toàn bộ là quân đội sau này tuyển người Việt. Người Việt thì phải đánh cái luồn sâu được. Thì súng cũng Pháp cung cấp, huấn luyện chiến thuật cũng của Pháp, lương của Pháp trả, vân vân. Đấy, tức là không có gì cả. Đến mãi năm 1950 thì Pháp mới quyết định thành lập hai cái trường sĩ quan đào tạo người Việt là ở Nam Định và ở Thủ Đức. Đấy, hai cái trường này sau này cái trường Nam Định thì sau khi năm 4 thì chúng ta chạy tán, nhưng còn cái trường Thủ Đức thì Việt Nam Cộng Hòa là kế tiếp để đào tạo cái sĩ quan cho Việt Nam Cộng Hòa. Đấy, thì chúng ta thấy hầu hết các tướng tá của Việt Nam Cộng Hòa là đều xuất phát từ hai cái trường này ra. Cho nên tôi nói rằng là cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là kế tục của cái quốc gia Việt Nam, bởi vì toàn bộ lính chuyển sang Việt Nam Cộng Hòa, nó chỉ có thay tên về Việt Nam Cộng Hòa và quốc gia Việt Nam. Đấy, và cái ông Nguyễn Văn Hinh là tổng tham mưu trưởng của cái quân đội quốc gia Việt Nam, nhưng mà lại là nằm ở trong biên chế trong cái binh chủng pháo binh của Pháp. Đấy, mà bố là thủ tướng và nó tâm các bạn xem. Cho nên ta thấy rằng là cái quân đội mà quốc gia Việt Nam này thành lập là nó cũng là chỉ là đánh thuê, bởi vì anh không được căn bản, anh không có ta gọi là không được đào tạo căn bản, không phải từ cái nhân dân mà ra. Không, ông đi là đánh thuê của lương của bổng, nó khác hẳn với cái quân đội nhân dân Việt Nam lúc thành lập, làm gì có lương bổng. Đi ra là dân người ta nuôi chứ, dân ta nuôi ăn cơm của dân. Nói ví dụ trong cái chính Pháp là gia đình ông nội tôi, bà nội tôi là làm trong cái ban bà mẹ chiến sĩ. Đấy, thì nói là bộ đội đến ăn cơm xong xay lúa là giá gạo xong là mỗi người là đóng một bao tải bao gọi là bao dư lượng, thế mà nấu một ăn cơm xong gói một người gói đi, ngày mai là toàn một tính toàn đều trong nhà, toàn là dân người ta nuôi chứ. Chứ làm sao bộ đội nó có lương rồi mà đi qua thuyền qua bè qua sông là đều là dân người ta chỉ là không mà huy động trong dân đưa có đò đưa ra không mất tiền. Đấy, dân ta bao bọc một chuyện, cho nên nó khác hẳn với cái quân đội quốc gia Việt Nam và quân đội Việt Nam của trong này. Đấy, ngay cả tôi nói là năm đến năm 67-68 đến năm 72 là bộ đội đóng ở làng tôi rất đông. Đấy, vào là tre, người ta chặt tre nhà, mặc dù tre nó quý hiếm bán một cây cũng mấy cái đồng, nhưng mà dân là bộ đội là cứ vào chặt, xin cũng nói với gia đình xin chặt là để làm những cái ta gọi là cái mô hình để mà tập đánh trận. Đấy, nó rồi làm lán cho đội, dân ra làm lán cho đội. Đấy, nó cũng có những cái chuyện ta phải cứ thấy bộ đội đâu là người ta sẵn sàng ta chỉ được, nhưng mà quân đội quốc gia Việt Nam đến đi vào cái vùng như là hồi không người ta không chỉ được, người ta không biết. Đấy, cho nên là nó tính chất khác, anh đi đánh thuê chống lại dân tộc khác, và trước những súng của cái quân đội quốc gia Việt Nam đó là nhân dân, đó là cái người Việt. Đấy, quân đội nó khác hẳn. Thế còn trước mũi súng của mình là chủ yếu là quân Pháp, trước mũi súng cái đầu đạn là của Việt Minh bắn ra là bắn vào quân Pháp chứ không phải bắn vào quân Việt, là bắn là ta gọi đó là bất đắc dĩ.
bởi vì là nó đánh đi đánh thuê đánh lại không hay là quân đội Việt Nam Cộng hòa đồng thể. Đấy, nhưng mà Hải quân nói là Mỹ về Cộng hòa đến cái vùng giải phóng là đốt hết, bắt hết, giết hết, người ta nói thế. Cho nên ở đây tôi nói là cái một số anh đang, ta gọi là đang là bao biện để cho nó giấu đi cái sự ô nhục, cái sự đánh thuê của các anh. Nói đúng là như thế. Thế thì báo cáo các vị thế này, sau khi mà sau khi mà miền Nam giải phóng thì bây giờ một số thành phần mà chống cộng thì lại đang nói là nó xuyên tạc những cái câu, những cái hình ảnh tôi nói rồi, gán ghép hình này sang hình khác, rồi có những một số một cái nhân vật rất là mất dạy, rất mất dạy, gắn ghép hình lãnh tụ với cái này cái khác, tôi cho là rất là, và ông còn bây giờ một số người còn vinh quang vinh danh ông Ngô Đình Diệm là vì nước nhân. Tôi xin lỗi các vị, các vị nói thật là không biết các vị có hiểu biết gì không, trong cái thời gian Ngô Đình Diệm mà làm mà tổng thống ấy, mà miền Nam Việt Nam mà được phát triển như thế, nó không phải do Ngô Đình Diệm mà do quân Mỹ là muốn xây dựng cái tiền đồ đấy, nó đổ của vào đấy nó xây dựng, nó xây dựng là gì, nó xây dựng là gì, nó phải làm cầu cống, nó phải làm mở đường giao thông để mà nó làm những cái khu quân sự để mà nó xây dựng cơ sở tầng, nó phải làm như thế để nó phục vụ cho chiến tranh. Cho nên là các anh ấy, chứ không phải là ông Diệm về thì có cái hai bàn tay không, quân đội không có cái toàn là Mỹ nó đang dàn dựng nó đưa lên cả rồi, nên ông cứ sẵn ngồi nghĩ thôi, nó không khác, nó không giống như cái quân đội Việt Minh, quân đội Việt Minh đã đi từ dân đi lên, đấy, tôi nói mà tất cả hầu hết là từ nhân dân cả, chứ không phải là quan chức gì cả, tôi nói với các vị đấy, và cái kinh tế Việt Nam Cộng hòa năm trước là 75 là hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ, hoàn toàn phụ thuộc, không nắm được. Thế còn kinh tế nội địa là tôi xin nói là người Hoa Kiều nắm hết. Thế còn về chính phủ Việt Nam không làm gì, có cái gì mà tôi hỏi phải cái gì, không có cái gì để mà nói. Cho nên là đã không có kinh tế thì sẽ hết đấy. Thế thì tôi nhớ lại thế này, là cái thời gian mà khi mà Mỹ rút đi thì các anh nói là các anh đó là do Mỹ cắt viện trợ. Thì cái này nó là một cái để mà ta gọi là bao biện để mà ta gọi là bao biện cho cái sự nhục nhã của anh thất bại. Trước khi bị rút quân là nó đã viện trợ rất nhiều xung đạn, nhưng mà các anh thiếu cái gì, đó là các anh thiếu cái căn bản, cái quân người của các anh. Các anh đánh thuê cho nên thụ động, giống như tôi liền thuê anh nào làm thuê chủ nó bảo thì tôi làm cái đấy. Đấy, thiếu cái này cái A cái B cái dụng cụ thì gọi chủ, cho nên là các anh không có chủ động, nó không giống như quân đội giải phóng, người ta chủ động, người ta sáng tạo, người ta gan dạ. Còn các anh phải có lương thì các anh đánh, nếu mà không có lương mà Mỹ nó cắt viện trợ cái là vợ con nhà là nhiều nhắc lại đối ngại là chán nản ngay. Nhưng mà bộ đội đi trong thời gian kháng chiến chống Mỹ là đi vào Nam biệt biệt nhưng mà không có đồng lương, thế tôi nói mà ở nhà gia đình cũng xác định là chuyện là bộ đội làm gì có tiền đi đánh nhau, đi chiến đấu thì mình không có tiền. Đấy, tôi nói mà khi bộ đội miền Bắc đi vào miền Nam là cũng được nhân dân trong đấy là đùn bọc rất là quý mến như là quan điểm của mình. Cái này là những người anh em chúng tôi đi vào Nam chiến đấu là. Thế còn tất nhiên là ở cái vùng đó là vùng giải phóng, cái vùng mà vùng, chứ còn đi xuống cái vùng tạm chiến thì cũng có những đối tượng là nó theo Việt Nam Cộng hòa, nó cũng phản động, nhưng mà đại đa số là nhân dân là người ta rất là quý mến bộ đội, nó thế. Đấy, cho nên cái quân đội Việt Nam, quân đội giải phóng Việt Nam là người ta chịu đựng ra, người ta khắc phục được khó khăn. Các anh này là lính Việt Nam hoặc là không thể có. Tất nhiên là cái tính chất, cái bản lĩnh của người lính thì đâu cũng có,
Tôi năm 75 thì tôi vào trong miền Nam, thì năm 76 đến 78, 81 thì mới ra, thì cũng có những cái lần là đi chơi đến nhà anh em ra cùng trường. Tôi cũng có một số anh là con em họ bố và những học sinh là đi cải tạo về, nhưng mà ngồi nói chuyện với họ thì người ta cái tính chất quân lính người ta ăn ở rất là nề hết. Tôi nói thật, cái nhà mà lính kể cả lính Việt Nam ngoài người ta ở cũng rất là nề hết, gọn gàng chứ không phải là như dân sự chúng tôi. Thì chúng tôi mới là đến lộn xộn, nhưng mà chân màn đâu họ, tức là ý đây là cái kỷ luật quân sự thì lính Việt Nam mà họ cũng có những cái kỷ luật, nhưng mà cái tinh thần khắc phục khó khăn nó không thể bảo quân giải phóng được, này không thể không thể được. Các anh chưa thể tưởng tượng được máy bay Mỹ nó bắn phá như nào, nhưng mà bộ đội vẫn nhân dân ra lớp phố huy động cái là dân ra phố xe qua, này tôi nói khắc phục khó bằng được. Chứ còn cái nhà ba Đồng Lộc, tôi nói 15 phút đồng hồ lại không có đợt máy bay, hàng trăm máy bay đến bắn phá chỉ có 3 cây số, nhưng mà nó dừng phát bắt đầu ra rất nhanh, cả xe chỉ đi được vài cái đi qua cái máy bay lại đến địa điểm này từ ngã ba đấy. Một ngày tới hàng trăm lượt máy bay bắn phá, như cả có một cái đoạn đường chỉ có dài 3 cây số, rộng hơn nửa cây số. Đấy, tôi nói các vị ngã ba Đồng Lộc là điểm tắc lý tưởng nhất mà quân không quân Mỹ nó nhận đấy, nhưng mà họ bắn đi đấy. Tôi nói có khi là bộ đội phải sáng tạo. Chúng tôi nói là tôi biết là cái thời gian đó lúc tôi là chưa lúc đó tôi là lớn khoảng 20 tuổi, thì bộ đội người ta bắt tàu lại để tránh máy bay, là người ta bắt ngầm dưới dòng sông này, người ta trên mặt nước là không có thấy cái cầu đấy. Nhưng mà xe đi mà kể mà báo in là xe nó đi, nó căn đúng cái đường thẳng người đi, đi ngập nửa bên xe đi, cứ thế người ta đi xong mới là bắt đầu là sang bên kia là có cái chỗ chú, khi mà máy bay qua báo động chỗ nào là có cờ phất mà đi, mình cứ đi mình đấy, mà lái xe, tôi nói lái xe cái phòng khỏi dũng cảm, nó không giống như là cái này không à, cái này mà đi đâu là phải có phi pháo rồi có máy bay đến nó dọn đường trước đấy, nó khác hẳn như thế. Cho nên là như thế. Thế cái điều này ấy, thì cho nên là nó chứng cứ là cái Việt Nam Cộng Hòa nó là lính đánh thuê, là cái ngày 14 tháng 4 thì Nguyễn Văn Thiệu có cử ông Nguyễn Tiến Dũng là Bộ trưởng Bộ Y tế, và cùng với ông Vương Văn Bắc và Ngoại trưởng là Ngoại trưởng và Đại sứ Trần Kim Phượng sang Hoa Kỳ để cầu viện trong tình trạng rất suy sụp. Cái này là ông Nguyễn Tiến Dũng đã nói trong cái tác phẩm là Khi đồng minh thực tại, ông nói mà tôi nghĩ rằng là nếu như các vị mà đọc được thì các vị sẽ nhận ra vấn đề. Chúng tôi là người bên này, chúng tôi rất thật là con là dân tộc Việt Nam cả, nhưng chúng tôi thấy là nếu các vị mà đọc được thì các vị cũng phải tự mình suy ngẫm. Ví dụ thế này, trong lá thư lần này ấy, thì là ông Hưng đã dùng một cái từ rất là thấu thiết thế này, là những ngày tháng tuyệt vọng này, đấy, những ngày tháng tuyệt vọng thì ta biết là thế. Thứ hai là lần này ông Thiệu không dùng cái viện trợ mà dùng cho vay thôi, thì các anh cứ cho vay này như thế, vay và chúng tôi giá bằng cái gì, giá bằng cái tài nguyên dầu hỏa, tài dầu lửa đấy, và cái tập gọi cái tài nguyên mà về nông nghiệp của miền Nam Việt Nam, thế là hứa. Và có một cái lát là có một cái lời nói tôi cho là nó, trong thư Thiệu nói tôi kêu gọi lương chi vào lòng trắc ẩn của nhân dân Hoa Kỳ hãy nghĩ đến một đồng minh trung thành trong suốt 20 năm đầy sóng gió, thì đây có phải là một cái lời chất hạ nhục. Nhân đây là tôi nói thêm cái tác phẩm của Nguyễn Tiến Hưng ấy, Nguyễn Tiến Hưng nói trong cái tác phẩm là Khi đồng minh tháo chạy này, nói là khi đồng minh thôi nhưng mà Mỹ nó không phải đồng minh với các anh quan niệm nó nói còn Mỹ nó nói là đồng minh là chống tội, nhưng mà thực ra Mỹ chưa bao giờ quê các anh đồng minh cả, và chưa bao giờ quê các anh là một chính phủ hợp pháp. Tôi nói đấy là cái quan điểm của Mỹ, còn các anh thì cứ tưởng là bên Mỹ là, cho nên ngay bây giờ một số anh là cái gì cũng viện bên Mỹ người ta thế này, bên Mỹ người ta thế kia, các anh cứ viện bên Mỹ luật như thế này, tự do thế này, cái luật hay là cái gì là nó phải căn cứ vào cái tình hình thực tế tại cái nơi
chứ không phải là cứ bê nguyên cái bên Nhật, bên Anh, bên Pháp về Việt Nam hay sang áp dụng từ Việt Nam. Cho nên ta Việt Nam, ta Đảng Cộng sản Việt Nam là học, nhưng mà học cái gì chứ không phải là tất cả bê nguyên mà. Bê nguyên mà là thất bại, để cho nó thất bại này. Cho nên là phải chọn lọc, mà phải sàng lọc rất kỹ cái gì nó phù hợp chúng ta mới học tập. Thế còn cái gì nó tốt nhưng mà nó vào Việt Nam là không phát huy được là chúng ta cũng đấy, nó thế. Ông này ấy, ông Nguyễn Tiến Hương, ông nói là không biết là tôi nghĩ là tôi thì đọc cái tác phẩm là Đồng Minh Thống Trị, Đồng Minh Thống Trị thì tôi đọc hết rồi, nhưng mà nói thật các bạn là đọc trên mạng thì nó cũng không được, tôi cũng in ra nhé, không được kỹ. Thế rồi tôi có điều kiện là tôi xem lại, có một cái chỗ này là ông nói, có một chỗ tôi phát hiện ra một chỗ ông ấy nói là nói sai. Ông Nguyễn Tiến là tiến sĩ Nguyễn Tiến Hương nói sai, và ông này là bao biện cho cái chế độ tài sản. Ông này nói trang 773 viết thế này: ngày 4 tháng 6 năm 54, Quốc hội Pháp đã phê chuẩn hiệp ước độc lập với Việt Nam, được công nhận Việt Nam là được công nhận chính thức là nước độc lập hoàn toàn và là một quốc gia tự trị đầy đủ với quyền hạn theo luật quốc tế. Ông này là ông Nguyễn Tiến Hương là ông nói sai hoàn toàn. Ông này là ông biện đặt. Tôi trước đây là tôi xem nó không kỹ, tôi đọc lướt qua, nhưng mà hôm nay là xem cái này là thấy là ông Nguyễn Tiến Hương nói sai. Nếu như cái video clip này mà đến ông Nguyễn Tiến Hương mà có xem được thì mong là ông có cái phản hồi và ông chứng minh cho tôi là Quốc hội Pháp đã phê chuẩn ngày nào, tháng nào. Hiện nay tôi chưa thấy ông Quốc hội Pháp. Thực tế mà nói thế này là cái hiệp định đây là ký tắt giữa một cái đại diện của Pháp ở Đông Dương này và cái chính phủ quốc gia Việt Nam mới ký tắt nhau là trao trả độc lập. Quý vị là thế này này, Pháp không thể thắng được. Mà ngày 4 tháng 6 thì chúng ta biết còn tháng nữa là sụp đổ, vì cái chiến trường Điện Biên Phủ á, là chúng ta biết rằng là xin lỗi là các bạn, là mùng 4 tháng 6 là cái ngày mùng 7 tháng 5 là chiến trường Điện Phủ đã bị Pháp đầu hàng rồi. Còn chỗ cái là phải tập định Geneva là phải ký, phải lúc đấy ông ấy vội vàng ông giao cái quyền này cho để mà cứu vãn tình thế cho cái gọi là cái thằng con nuôi cái quái thai của ông để đã, chứ không phải là trao độc lập. Và cũng chưa bao giờ trình lên chính phủ Pháp nhé, chứ đừng nói là Quốc hội trình lên chính phủ Pháp, rồi chính phủ Pháp mà người ta chấp nhận xong nó mới trình lên Quốc hội, cái bộ người ta phê chuẩn mới được. Để tôi nói với các ông Nguyễn Tiến Hùng như này, cái chỗ này là Nguyễn Tiến Hùng là bịa đặt đấy. Để cho nó tôi nói các bạn không thấy một cái văn bản nào, cái hiệp ước nào mà được Quốc hội Pháp phê chuẩn, mà ngay cả chính phủ Pháp cũng chưa phê chuẩn. Đây là mới hai cái ông là ông ký với nhau thế thôi, gọi là để do xoa dịu cái chính phủ của ông Đại, ông xoa dịu, ông xoa đầu cho để đang bao che các bạn để tôi trả cho anh thế thôi. Đấy, như thế. Thế thì cái này có phải nói như này, trao trả như thế nhưng mà nó vẫn là cái giá hiệu, bởi vì ta biết là ông Võ Đại đã 3 lần mời ông thủ tướng ông Ngô Đình Diệm về để làm thủ tướng cái chính phủ về quốc gia Việt Nam, nhưng mà ông Diệm không về. Ông Diệm nói là khi nào, tức là ông nói đây là chính phủ độc lập từ năm 48. Ta nói nếu mà cứ tuyên bố thế này là Pháp tuyên bố trao độc lập cho quốc gia Việt Nam mấy lần, tôi nhớ năm 48 là cũng trao nhiều lần, trao lần. Tức là trao rất nhiều chứ không phải là, mà nếu mà cả tuyên bố là tôi đến năm 15-16 cái lần tuyên bố là trao trả độc lập. Thế còn cái trao trả mà có hiệp ước, một cái kiểu hiệp ước là hai bên ký này là cũng hình như là 4-5 lần tuyên bố trao trả. Cái trao trả bây giờ còn cái gì để trao trả, năm 48 đã trao trả, bây giờ lại trao trả nó là lấy cái gì để trao trả. Cho nên là cái giá hiệu thôi. Và chính ông Nguyễn, ông Ngô Đình Diệm ông mới bảo là khi nào hoàn pháp thì ông cũng về, cũng đặt. Và khi sau khi mà được cái thỏa thuận, được cái ta gọi là cái can thiệp của Mỹ và của Pháp, rồi của Bảo Đại là khuyên nhủ ông về, ông về với Sài Gòn để thấy là toàn là cái quốc gia Việt Nam là không có cái gì, toàn trong tay Pháp. Cho nên ta mới thấy tất cả tài chính ngân hàng, tất cả cái gì học theo cái tiếng Pháp, chỉ có tiếng Việt trong cái trường Pháp Việt học bằng tiếng Pháp và song ngữ như thế mỗi nói các vị. Cho nên là Pháp đánh lừa dư luận thôi. Cho nên là cái ngày 7 tháng 5 năm 54 ấy, chúng ta thấy là 16 quân 16.000 quân Pháp ra đầu hàng
ở Điện Biên Phủ nó toàn Pháp, nó có thấy người Việt. Chúng ta thấy cái hang ổ cuối cùng là của người Pháp. Thế còn cái quốc gia Việt Nam mà đánh vào ngoài, nó đánh cái chỗ đầu tiên của Đảng, nhưng mà đến cái hang ổ cuối cùng là người Pháp. 16.000 tên Pháp bắt 16.000 tên Pháp, chúng ta thấy cái rõ ràng. Cái thứ hai là cái thân phận đánh thuê để các anh, nhất là ông Trần Việt Phong, ông nói cộng sản hèn, ông chứng minh là như thế này, là hèn thế này. Tôi nói các anh đứng ở dưới đất mà không có chuyện trên trời. Cộng sản chúng tôi chưa bao giờ hèn, tôi nói. Nhưng đánh như thế nào, đánh toàn đánh cái thủ đế quốc lớn cả. Đối thoại toàn Việt Nam, toàn đối thoại Việt Nam. Cho nên bất hạnh của dân tộc Việt Nam, bởi vì Việt Nam ta ở trong một cái vị trí địa lý, nó có nhiều cái để mà nhiều nước nhìn nhau, nó sâu xé. Bây giờ Trung Quốc đang là Trung Quốc là một nước khổng lồ, mà tôi nói xin lỗi các bạn, Mỹ cũng đang cầm Trung Quốc chứ đừng nói gì. Mỹ có tuyên bố đánh Trung Quốc, tôi xin lỗi rồi. Đến Triều Tiên Mỹ không dám đánh, cứ nói chứ không dám đánh. Này, bởi vì một cái anh ấy là cái anh có tính chất độc rất cao, Mỹ không có tính nhân tộc. Tôi nói với ông Trần Nhật Phong, với ông Đặng Huy, mà không ông mấy ông người chồng đấy là ông lên đài ông nói là Việt Nam là Trung Quốc nó đâm tàu này. Đâm từ cái ngày xưa, chúng ta đấu tranh theo cái hiệp ước quốc tế, theo cái lý luận mà cái chung của thế giới, chứ chúng ta không được thua. Đấy, tôi nói phải phát huy cái ta gọi cái sức mạnh của thời đại. Anh đấu tranh, anh đánh mà có một mình anh đánh, tôi xin lỗi anh, thế giới nó cũng ủng hộ làm. Phải có thế giới người ta ủng hộ, thấy được cái ý nghĩa của mình thắng được, bởi vì mình nước nhỏ. Thế tại sao Mỹ thua là bởi vì nó không có ý nghĩa. Nhưng mà cái thằng nó to, nó mạnh, nó vẫn cứ át cả, nhưng mà mình cũng có thể ủng hộ. Mà ngay nhân dân Mỹ, người ta cũng ủng hộ cho cái cuộc kháng chiến chống Mỹ. Chứ không phải là tất cả, chỉ có chính phủ Mỹ một số thành phần nó có quyền tổ chức. Nó là thế. Đấy. Cho nên thực ra như này, là sau đại chiến thế giới thứ hai, mà thứ nhất và nhất là thứ hai, thì cái thế giới lúc này nó chia thành hai cực. Nó hai cực, tức là một bên là Mỹ đứng đầu, bên là Liên Xô. Nhưng mà ta nói cái thực lực ở bên Liên Xô là nó đang vẫn mới có mười mấy nước sau chủ nghĩa. Thế còn bên Mỹ đứng đầu là rất đông. Tất nhiên là cái phong trào phản kháng ở trong các nước thuộc địa, các nước ở châu Phi là nó cũng, nhưng mà nó muốn thành công được hay không là nó cái sự sáng suốt của đảng. Ở đây thì tôi mới nói cái này, thì Mỹ đã nhận định được là Pháp thua rồi, Pháp không thể, cho nên là Mỹ sẽ án giữ cái con đường, cái phong trào cộng sản lan truyền cho đông, mà nếu mà mất Việt Nam là nó lan truyền sang Đông Nam Á. Cái lúc đó cái xu thế của cộng sản nó đáng mạnh, nó sẽ xuống cho Đông Nam Á, cho nên Mỹ mới đặt ở miền Nam, Việt Nam là một cái tiền đồ của Trung Quốc. Cho nên phải dựng lên cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, đó là cái gì? Chứ nó không có thì cũng không có, cái anh là lính lính ngụy nữa thì nó khác hẳn cái anh đừng có so sánh với Nam Triều Tiên, gọi là Nam Hàn nó không phải là lính ngụy. Cái ông Lý Thừa Vãn là ông thành lập một cái quân đội, thành lập cái chính phủ thật, ông đánh nhau thật, đánh nhau chống với chống Nhật thật. Nhưng mà cái quan điểm khác nhau thì thành lập. Sau mà một bên đồng ý thì bạn đã đi theo cái con đường của tư bản chủ nghĩa là theo Mỹ, đồng minh Mỹ, còn Bắc Triều Tiên là đồng minh Liên Xô, thì hai ông đánh nhau thì nó khác cả hoàn toàn. Bên Nam Triều Tiên nó khác hoàn toàn, nó không. Hay là Đài Loan là quân đội có tưởng, nó không phải là quân lính thôi, nó không phải là quân ngụy, nói cái này. Bởi vì là cái quốc dân đảng này nó có cái lịch sử từ năm 1811, đó là cái cuộc cách mạng Tân Hợi của mặt Tôn Trung Sơn lãnh đạo, là ông Tôn Sơn thì là giải phóng để mà khỏi cái ách thống trị của Nhật thôi. Đấy, nhưng mà sau này thì khi Tôn mất thì là ông Tưởng Cái Thạch này là thay đổi quan điểm, thì đối thoại với Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho nên là chứ không phải là đừng nói là bảo ông Tưởng Cái Thạch là sai, không phải. Tưởng Cái Thạch nó khác, biết thì còn khác, còn quân đội Việt Nam Cộng Hòa của các anh là nó khác hoàn toàn, nó khác. Giống như quân Đơn Non là tay sai với Trung Quốc mà tấn của Việt Nam, đập lên sườn, tay sai thật, sai cái gì nó cấp khi như vậy, nó kích động.
nó không giống, nó không khác gì cái một cái cảnh tức là năm trước đây là châu Âu tìm ra châu Mỹ nó thiếu hụt, cho nên là mới kích động một số cái dân tộc của bên châu Mỹ, những cái bộ tộc của mình đánh nhau kích động bằng nhiều mặt, cho tiền cho các cái nó kích động nó tuyên truyền thì bộ tộc này nó gây mâu thuẫn bộ tộc kia, nó gây phải đánh nhau và nó bắt tù binh thì nó mua tù binh để đưa sang làm nô lệ, nó không kịp đấy, đó là một số nó như thế đấy. Cho nên là tôi nói lại là cái đồng minh, mà cái từ đồng minh là quân đồng minh của Mỹ, Việt Nam hòa đồng minh của Mỹ là đây là cái giả hiệu các anh ấy. Mỹ nó coi các anh không phải đồng minh, các anh là coi các anh là tay sai. Còn các anh cái biết trong tâm tưởng các anh vẫn cứ tưởng là Mỹ đồng minh lớn nhất. Bây giờ một số anh sang cái đấy là cái gì? Giống như Trần Phong vừa nói, đây là nước Mỹ chúng tôi. Nếu Mỹ tôi ông chó vào Việt Nam tôi làm gì? Ông thấy ông chó vào châu Phi nè, ông nói mồ mả bố mẹ ông bà ông đang ở đây này, ông cứ đưa dựng những cái chuyện nó lung tung tôi nói. Vâng, tôi nói với các anh là ngay cả cái lúc nãy tôi nói là cái hiệp định Paris mà ký kết là thiệu cây cú mà bắt anh phải ký, mà không ký anh chết tôi. Nó còn nói thế này này, nếu như anh không ký thì nếu như có xảy ra cái sự kiện như năm 63 thì chúng tôi không chịu nhận, tức là người ta đe dọa sẽ có đảo chính như năm 1963. Cho nên là thằng Mỹ ấy, nó dựng lên chính phủ, nó dựng lên ông Ngô Diệm, nó dựng lên thì nó cũng quyền phê chuẩn, và dựng lên ông Thiệu thì ông Thiệu nó cũng có thể được sẵn sàng bắt gặp. Tôi nói các anh đấy là cái bài nói chuyện của tôi để chứng minh rằng các anh Việt Nam hòa là thôi, canh đừng bao biện cho cái thân phận đánh thuê và thân phận làm tay sai nữa. Canh có nói gì thì nói này, lừa được một số người hải ngoại, một số thành phần trong nước giáo dân, một không phải là tất cả, có một số bộ phận dân dân với ông mà thấy không, tôi biết là ông này là tiếng Anh nói cùng nó là ông này là lính Việt Nam hoàn toàn là xe đào tạo là chui vào là lưới cái này nghĩa là giáo là linh mục ở đấy nhưng mà kích động là cái động để giáo dân chống lại. Vừa rồi ông Nguyễn Thiệp ông nói là ông đến gặp cái đại diện của Formosa, mà đại diện 99 triệu dân Việt Nam, tôi xin lỗi ông Nguyễn Thiệp. Ông đại diện cho mấy cái ông giáo dân theo ông ở trong quyền lưu ấy. Thế còn giáo dân một số vùng này người ta không theo ông. Mà chính bản thân tôi, ông đừng nói 99 triệu dân, chúng tôi không theo ông. Ông mà chính là nếu như không có đảng sẵn, không có luật pháp, thì chúng tôi sẽ đến, chúng tôi làm thế nào này. Thế tôi nói chúng tôi phải chất cầm hủ cái mọi linh mục Nguyễn Thiệp là một, Đặng Hữu Nam hai và người đi thuộc cả bạn. Nhưng mà vì pháp luật, vì cái ổn định chung, thế nên là nhân dân Việt Nam có cái lòng, tôi nói là có kỷ luật, cho nên là hay là một số cái vụ, ví dụ như là vụ Đồng Tâm rồi, một số là cái những cái tin trong đưa giật gân, tôi thấy nó đọc những cái tin ví dụ như vừa rồi để đưa tin năm trước Tể Phủ Quang Thanh bị ám sát, rồi là ông Nguyễn Bá Thanh thì bị đầu độc. Thế bây giờ lại có là ông Trần Đại Quang lại cũng bị đầu độc. Toàn những cái tin như thế thôi. Thế rồi là cái gì? Cái tin là giật tít rất là kêu ai cũng xem nào là cái gì là ông Nguyễn Phú Trọng là lệnh cho đàn em. Tôi nói những cái câu đó. Anh nào ở Việt Nam mà nhất anh nào là sinh hoạt trong Đảng Cộng sản Việt Nam mới hiểu được cái nguyên tắc làm việc. Tôi nói như thế, không có anh nào lệnh anh nào được. Nguyên tắc làm việc lệnh khi mà đã được nghị quyết của Bộ Chính trị đưa ra thì anh mới được quyền có lệnh. Quốc hội quyết định chứ không phải là, bởi vì đây là ý kiến của hội, là ý kiến của toàn dân, đại diện nhân dân người ta quyết định này chứ không thể một ông Nguyễn Phú Trọng thay mặt cho đảng làm việc đúng không? Chứ không phải là thay mặt cho đảng đấy mà để mà làm cái việc A và B chính quyền, cái việc mà lệnh thì ông Nguyễn Phú Trọng mới lệnh cho ông này thú tiêu đàn em hay là thế này. Tôi xin lỗi ông, nó phải nói thế là không đúng nguyên tắc, mà ông không bao giờ, các anh là các anh không nắm được nguyên tắc chứ nói sai, nói rất sai, sai nhiều thứ nghe chối tai nói với cái như thế đấy. Cho nên là rồi đấy, những cái vụ
sắp tới trong tuần sau tôi sẽ có được tham gia vào cái việc đi lên Yên Bái để mà ủng hộ đồng bào. Một số đây là chúng tôi tự nguyện, chúng tôi đóng góp thôi chứ không phải là nhà nước người ta vận động, là mỗi một cán bộ nhân viên và mỗi nhân dân ủng hộ người được. Còn cái quỹ phòng chống thiên tai là người ta kiêng, thế còn kêu gọi các tổ chức cá nhân là đóng góp để ủng hộ đồng bào bão lụt. Mà chúng tôi đây là một cái tổ chức của chúng tôi, là cái câu lạc bộ của tôi là tự thành lập, là câu lạc bộ sống để yêu thương. Đấy, là thứ bảy và chủ nhật sau chúng tôi quyên góp là được 400 triệu đồng. Đấy, mấy ngày vận động bà con xung quanh chợ búa các thứ là ai cũng bảo là chúng tôi không đi được thì chúng tôi gửi mấy bộ áo cho các cháu, người thì ủng hộ là mấy cuốn sách để đi, trị giá bao nhiêu thì giá đến thứ bảy sau là chúng tôi đi lên bãi thì chúng tôi là đến tất nhiên đi là phải có cái sự hướng dẫn chung rồi, phải đăng ký sau đó người ta phân công vào cái vùng này với cái nếu mà tự động đi là có những cái vùng là không được cái gì, có những cái vùng thì nghe tin đưa tin nhiều là báo chí nhiều thì lại được rất nhiều, mà có những cái vùng cũng thiệt hại mà lại không được, nên là có cái sự điều tiết của chính quyền địa phương và bảo bây giờ là chỗ này là nên đến chỗ này thì chỗ này là được ít quá mà cũng thiệt hại, thì chúng tôi đi là đoàn từ thiện chứ không phải là đây là tự động đóng góp. chúng tôi cũng bỏ tiền thôi, đúng không? Đấy, chúng tôi là vì như thế. Nhưng mà hiện nay là không thấy ông giáo dân không tiếp tục kêu gọi, ông kêu gọi cho dân ở trên đấy cũng có giáo dân cũng có giáo dân cũng bị lũ lụt, không kêu gọi nào cái hộ dân của anh hay là không, chỉ có cứ chống không có cái gì đâu. Đấy, tôi nói với anh, cho nên là cái mục đích của các anh là các anh phá rối, chúng tôi cũng sợ, tôi nói các anh như thế. Nhưng mà để thấy rằng là cái việc làm của anh nó cũng phân tâm, tất nhiên là không làm cái. Tôi nói ba đời bốn kiếp nhà ông Đào Minh Quân về đây không bao giờ là đổi chính quyền được, tôi nói khẳng định 100%, và ông về không ai có, tôi cũng giống như làm việc cách về thầy cũ, không có chân chết ông chết luôn, không ai tin ông, tôi xin lỗi ông Đào Minh Quân, kể cả Việt Tân thì nói các anh không bao giờ anh làm được cái gì, anh chỉ quấy rối với bản thân, lừa đảo nhân dân, đó là cái bản chất mà tay sai, bản chất làm nô lệ của cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước đây, bây giờ nó còn đang sai sót. Cái việc làm kêu gọi bên Mỹ các thứ, cái gì Việt Nam chúng tôi là chúng tôi tự quyết chứ không phải là cái gì phải nhờ chính phủ này chính phủ khác. Rồi các anh đưa tin là chị Xuân Thanh bị bắt cóc thì thế này khác, tôi nói là bắt đàng hoàng, nếu mà bắt thì bắt đàng hoàng, nhưng còn bắt cóc, tôi nói như thế. Và bảo là chính phủ Đức đang họp để bàn để mà ra cái cấm vận Việt Nam, tôi xin lỗi ông, xin lỗi ông Đức có cần Việt Nam tôi không cần, và Việt Nam từ xưa giờ chưa xin ai một đồng nào cả. Tôi nói là đừng nói một viện trợ, không có phải viện trợ. Bây giờ là kinh tế thị trường, anh giúp tôi cái này, tôi giúp anh cái kia. Đấy, mang cái viện trợ cho nó đẹp mặt cho anh. Tôi nói ví dụ như vậy, viện trợ mang cái như vậy, nhưng mà tôi miễn phí cho anh cái chỗ cái A tôi đi, đúng không? Anh nói là viện trợ cho Việt Nam cái này khác, nhưng mà tôi lại có cái khác ưu đãi anh. Các cùng thế Đức vào đây làm ăn là chúng tôi miễn phí, rồi cho cái chỗ nào ưu tiên anh. Nói với anh không có gì cho không cả, anh đừng có nói. Cho nên chúng tôi không cần, mà không có Đức thì cũng nhiều công ty nói đến. Đấy. Xin kính chào quý vị khán giả và chúc các quý vị khán giả mạnh khỏe, vui vẻ. Cảm ơn. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người rất đau.